Chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình muốn cho gia đình nhỏ của mình ăn thịt ram đi các bạn. Mà thịt ram bằng kiệu kiểu này thì của bà cố hồi xưa chỉ đó các bạn. Của mẹ mình chỉ lại. Nhà nó ít ăn thịt quá rồi nó cũng thèm, lâu lâu nó thèm đó các bạn. Vì bệnh hoạn cho nên cử thịt chứ không phải là tự nhiên mà không ăn thịt nha các bạn. Cho nên lâu lâu mình thấy thương quá, cha con nó thiếu thịt nhiều quá, mình mua thịt này là thịt sườn cốc lết nè các bạn. Về mình ướp rồi mình ram, nhưng mà mình thấy có cái ướp này đó, nó lạ hơn người ta các bạn. Ăn ra cái miếng thịt nó thơm như mùi lạp xưởng vậy các bạn ơi. Bây giờ ở đây mình có một củ tỏi với hai củ hành, mình đâm nhuyễn ra nha các bạn. Mình lấy cái chài này mình đâm nhuyễn ra, mình giã nhuyễn ra rồi mình vắt cái nước mình ướp. Thì ở đây là những cái miếng thịt này mình chưa có khui bọc ra, mình mua ở siêu thị nè, mà thịt này là thịt nóng chứ không phải là thịt qua đông lạnh. Nó rất là ngon nha các bạn. Thành phần của nó là thịt nè, hành tỏi nè, rồi một chút rượu nha các bạn. Nhà mình thì lúc nào nó cũng uống rượu van, tại vì nó bệnh đó các bạn, nó bệnh mỡ máu đó, cho nên ngày nào ăn cơm cũng uống rượu van như vậy. Thì mình xin một chút xíu rượu van mình ướp vô đây, rất là ngon. Cái miếng thịt nó mềm, nó đỏ nha các bạn, mà nó thơm mùi lạp xưởng lắm. Ở đây là gồm có mật ong, mình xài mật ong mà mình không xài đường, có nghĩa là ở nhà mình có cái gì mình xài cái nấy các bạn. Một ít tiêu xay và nước mắm, thế thôi. Tại vì trong thịt nó có chất ngọt của nó, mà mình là hạn chế bột ngọt thì thôi mình không ăn bột ngọt vậy. Tại vì cái món này không cần bột ngọt cũng được nha các bạn. Đó. Bây giờ mình đem thịt này ra mình rửa. Rồi bắt đầu mình làm đây, mình đâm cái này. Bây giờ mình bắt đầu mình rửa thịt đi các bạn ơi. Thịt này người ta sắc rất là ngon nha các bạn. Mình rửa thịt mình bỏ vô đây ha. Mình bỏ vô cái này. Chỉ có 4 miếng thôi là các bạn, mà miếng nào nó ra miếng nấy. Người ta bán thịt nó quen tay rồi, người ta sắc rất là ngon nha các bạn. Mình không có, mình làm cái gì mình review cái đó, chứ mình không phải là làm để mà review, cho nên mình mua ít rồi các bạn ơi. Bây giờ cái chai này mình rửa sạch rồi nè các bạn. Mình đập đi, nhà mình là không có cái búa để mà dành thịt đó các bạn. Tại mình ăn thịt không có nhiều, nó không có chuyên nghiệp. Thành ra mình lấy cái chai mình đập cho nó mềm ra nha các bạn. Đó, mình đập ra thì thấy cái miếng thịt nó mềm ra nè. Rồi mình bỏ qua cái tô để mình chuẩn bị ướp nha các bạn. Mình làm theo kiểu tùy duyên, bỏ vô cái tô bên đây. Chuẩn bị ướp đó các bạn. Nhà có cái gì thì mình thực hiện cái nấy. Mình cái kiểu mình làm bếp mình gần gũi chứ không phải là mình làm theo công thức nha các bạn. Đây mình phải dần miếng thịt này ra, mình dần nó ra ngoài, mình lăn nó ra để cái miếng thịt nó mềm đó các bạn. Rồi một lát mình ướp đồ vô nó cũng ngon nữa, nó cũng mau thấm nữa nha các bạn. Đó. Người ta bán cơm hay là người ta bán buôn ở ngoài chợ, thịt ram, thịt nướng đều người ta làm cho miếng thịt như thế này cả. Người ta có cái búa người ta dần ra, mình không có búa, mình lấy cái chài mình dần nó cũng ngon nữa, hay nó mềm rồi nè các bạn. Đó, hai miếng mình chỉ cho hai cha con nó thôi, còn mẹ thì mẹ ăn kiêng lắm, mình không có tính mẹ đâu, tính là cha nó đi làm, nó có sức khỏe nó đi làm đó các bạn. Ăn cho đủ chất chứ tử quá thì nó cũng không tốt, tại vì còn làm việc, não nó cần máu, cần chất bổ để nó làm việc đó các bạn. Đó, ba miếng nha các bạn. Đây là miếng thứ tư. Thì cái cách ướp thịt này á, ở trong mấy cái nhà bếp lớn người ta cũng hay dùng rượu đó các bạn, mà người ta rồi dùng rượu thơm. Mai mốt mình về quê mình mua đồ ngâm rượu, mình làm một cái chai rượu thơm để trong nhà bếp các bạn. Thì nó gồm có ngũ vị hương với tai hồi, quế rồi đó các bạn. Đó là rượu, người ta gọi là rượu mai quế lộ hay là rượu thơm mà để trong nhà bếp là mình cần ướp thịt nha các bạn. Thì bây giờ mình ướp vô đây là rượu đấy nha. Rồi mật ong. Mình chưa có giả hành tỏi nữa đó các bạn. Hành tỏi mình bỏ sau đi. Mật ong bỏ vô đây là 2 muỗng nha. Tùy nha các bạn. Mình thấy 2 muỗng là nó vừa rồi đó. Rồi cho 2 muỗng nước mắm.
Con mình nó hay ăn nước mắm này nè các bạn, nước mắm Phan Thiết, nó là người Phan Thiết, nó thích ăn nước mắm Phan Thiết. Nước mắm với đường thôi mình thấy đủ rồi, không có cần bột nêm đâu nha các bạn. Có bột nêm thì nó đậm vị hơn, nhưng mà nó đậm quá thì mình cũng bớt xài bột ngọt đó các bạn. Rồi nhưng mà không có thể thiếu một chút dầu ăn nha các bạn. Một muỗng dầu ăn đi cho nó mềm miếng thịt. Rượu thì nó cũng đã mềm rồi đó, nhưng mà mình cho dầu ăn vô thì một lát mình để lên bếp mình rim, mình khỏi để dầu. Rồi mình ướp, để như thế này mình ướp 10 phút đi các bạn. Rồi mình cho hành tỏi vô nè, hành tỏi chưa có đâm nè. Bây giờ mình đâm, mình vắt nước mình bỏ vô luôn nha. Mình ướp thịt hồi nãy giờ cũng hơn 10 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình bắt lên chảo mình rang nha các bạn. Thì cái phần thịt này mình ướp nó hơi có nước, bởi vì nó có rượu rồi, nó có nước mắm rồi, nó có dầu ăn ở trong đây rồi. Bây giờ mình không có phải bỏ dầu ăn bên đây tiếp nha các bạn. À, nước hành tỏi rồi đó, mình ướp vô đây rồi, nó có cái nước. Bây giờ mình bỏ vô rồi mình cháy cho nó thơm lên. Nó thơm lên xong mình đổ hết cái nước này vô để rim trở lại nha các bạn. Thì mình ít có ướp bột ngọt, bởi vì trong bột ngọt thì nó đậm vị, nó có vị thịt, vị cá gì đó, nó có mùi gì đó, nó làm cho mình tròn vị thôi. Nhưng mà mình thấy thịt thì nó cũng có cái độ ngọt của nó. Cho nên làm thức ăn trong gia đình thì mình cử bột ngọt bớt nha các bạn. Cái món gì cần bột nêm thì mình mới làm bột nêm, còn món gì không cần thì mình không có làm nha các bạn. Chẳng hạn như thịt ram hay tôm rim gì là mình không có làm bột nêm đâu các bạn. Mình biết nó tròn vị nhưng mà trong cái đó nó là những cái thành phần có hóa chất đó các bạn. À, ăn ngon nhưng mà mình làm sao mà mình dụ được gia đình mình với cái khẩu vị, với cái cách làm của mình để tránh bệnh tật nha các bạn. Ăn không có phải là để ngon nhưng mà còn lo cho sức khỏe nữa các bạn ơi. Đó, bây giờ mình để vô mà mình không cần cháy dầu, bởi vì trong đây là nó có dầu nãy mình ướp rồi. Mình ướp dầu để cho thịt nó mềm nè. Nhưng mà rượu nó cũng mềm nữa các bạn. Mình không cần ướp nước màu đâu. Tại vì một lát đó hả, tự động nó lên màu mà các bạn. Thịt ram mà đường nó xiết để nó sát lại rồi nó cạn rồi tự động nó lên màu. Cái này mình ăn với cơm trắng hoặc là mình ăn với là tôm tắm thì cũng ngon. Nhưng mà mình thì mình làm ăn thì dở lắm các bạn. Mình thích nó gần gũi với gia đình, đồng thời mình thích chăm lo cho sức khỏe nha các bạn. Chứ không phải làm ẩu được, ai ăn thì ăn, mặc dù là mình không ăn nhưng mà mình cũng phải nghĩ đến cái cách ăn của người khác. Ăn làm sao tránh bệnh tật có lợi cho sức khỏe. Là mình làm mà cái tâm mình để trong cái món ăn đó các bạn, cái tình thương mình để trong món ăn đó, chứ không phải là làm để chỉ để làm. Thành ra mình là chú trọng cái vấn đề mà ướp này ướp kia vô đó, không phải để bắt mắt mà lại là để cho nó vừa ngon miệng mà vừa tránh được cái bệnh tật. Bệnh là mình đưa mỗi ngày vô một chút các bạn, bệnh là do miệng mà vừa mà vô, quả do miệng mà ra đó. Rồi các bạn ram như thế này, các bạn để chừng nào mà nó săn lại nè, là các bạn đổ hết cái nước này vô. Nước này thì gồm có nước mắm, mật ong, rượu đó các bạn. Cái mùi rượu này á hả, mình làm thì nó thơm mùi lạp xưởng lắm luôn á. Tại vì trong lạp xưởng thường người ta ướp rượu, mà người ta ướp rượu càng ngon thì cái lạp xưởng người ta càng ngon đó các bạn. Thứ nhất là nó làm mềm, thứ hai là nó đỏ miếng thịt. Còn nếu mà ai muốn để hơi chua chua đậm mùi một chút thì để vô tủ mát một ngày đó các bạn, ngày sau mình đem ra ăn. Còn cái này mình làm mình rim liền, mình ram liền thì nó cũng có cái mùi lạp xưởng lắm, nó dậy mùi vậy lắm. Rồi bây giờ thịt nó săn rồi,
các bạn đổ hết cái nước này vô nha, rồi chờ nó cạn trở lại. Mình khỏi bỏ nước đi các bạn, nước này nó cũng nhiều lắm. Mình để lửa riu riu cho thịt nó chín là nó mềm. Thịt mềm nó có ba yếu tố. Cái thứ nhất là mình đã dần ra rồi, thứ hai là mình ướp rượu, thứ ba là mình cho dầu ăn đó các bạn, mình ướp dầu ăn trước á, nó cũng mềm thịt nữa, nó không có cứng. Nhưng mà gia đình mình thì thích ăn thịt rang hơn là thịt nướng, bởi vì nướng nó thơm, nó dậy mùi dữ lắm, nhưng mà nó có độc tố. Rồi để như thế này các bạn chờ nó sắp xuống là nó ra màu nha các bạn. Các bạn thấy không, sau 10 phút thì cái miếng thịt của mình nó sắc xuống rồi đó các bạn. Nó vàng ươm mà nó rất là ngon các bạn ơi. Mình đâu có cần nêm nước màu, mình đâu có cần mà ướp nước màu làm gì các bạn. Tự động nó lên màu như vậy nè các bạn thấy không, nó óng ánh mà nó sống sống các bạn. Rất là ngon luôn á. Bây giờ mình đề co ra dĩa nha các bạn. Mình ướp nước màu nó đen lắm các bạn ơi, đường nó tự lên và tự sóng sánh như vậy, ăn nó dễ ăn hơn, nó ngon hơn mà thấy nó hấp dẫn hơn các bạn nha.